con chào cô chú ạ hôm nay thì con sẽ giới thiệu với cô chú về một cái loại hoa này tên của nó là đại bạch hạt nha cô chú đây như cô chú thấy đây là hoa của nó đặc điểm của hoa này là nó rất là thơm như một chậu này cô chú thấy một chậu này được khoảng trên dưới chục hoa nhưng mà nó con treo ở vườn thì nó thơm như một cành giả hạt luôn một cành giả hạt mấy chục hoa nói chung là vô vườn là nghe mùi thơm của nó và mùi thơm của nó rất là ngọt, nó ngọt hơn mùi thơm của giả hạt luôn. Đại bạch hạt loại này á thì tên của nó thì cô chú thấy nghe nghe là thấy nghĩ là nó to rồi, là chính xác nó to luôn. Đại bạch hạt, đây đây là cái thân mẹ của nó tí ri vậy thôi, nhưng mà cái hoa của nó lại to đùng như thế này. Loại này á, thì nó con không có. Con vừa mới uh, mua được thôi, mua được giò này. Nói chung là loại này con cũng sưu tầm lâu rồi, cũng trồng nhiều rồi nhưng mà nói chung là khó thuần lắm. Bởi vì loại này nó lại cái uh, cây uh, gen gen uh, Suzuki á là cây uh, đại uh, là cây uh, thanh hạt á. Có một cô một số cô chú cũng hỏi con về loại đó thì cái loại đó nó cũng sắp nở rồi, ngày mai ngày mốt gì á nó nở hết thì con sẽ quay lên để cô chú cùng ngắm. Đây là cây uh, đại bạch hạt một số người còn hay gọi nó là cây đại bạch hạt lan bi an ấy, bởi vì nó mọc ở núi lan bi an khu vực lâm đồng cái này hồi hồi đợt là con, con mua là người ta ghép trong cái gỗ gỗ sữa này, này nè đó ghép ghép nó đứng lên thì cây nó mọc theo chiều đứng lên còn con về con bỏ vô chậu cho thì cây nó chưa chưa đứng lại được <laughs> nó còn đang nghiêng nghiêng như vậy đây hoa của nó hoa của nó nở bữa giờ rồi mà con quên mất không có quay clip lên để giới thiệu với cô chú về cái loại này Loại này theo con tìm hiểu thì nó cũng khá là hiếm Đại bạch hàng này nè Nó cũng khá là hiếm Và nó phân bố ở chủ yếu ở vùng núi Công Tum Núi nói chung là những cái núi Mà nó cao 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 khoảng Một ngàn đến một ngàn rưỡi mét Thì những loại này nó hay phân bố ở vùng đó Và loại này nó là cực kỳ khó thuần Con cũng thuần nhiều rồi Nhưng mà con thuần không được Có thể là do Mình không có duyên thuần hoặc là mình Kỹ, kỹ thuật kỹ thuật chưa đủ để không thuần nên không thuần được nó nhưng mà con cũng có tìm hiểu qua thì thấy một số người cũng bảo là nó khó thuần và nó phân bố ở những vùng núi cao những và cái độ ẩm của nó nó nói nói chung là nó nó không những cây lành cây những cái cây này nó nó ưa ưa thoáng hơn nó không có ưa nó ư, nó không có ưa trong trồng trong chậu vì thường ở rừng thì nó thông nhâm mọc ở những trên những cái ca cái cây mà cây thông á mà nó khô khô cằn cỗi vậy á nó lại thích mọc ở trên đó còn đem về mà mình thuần mình bỏ chậu này nọ thì hơi khó nên con uh, bỏ trong chậu ở dưới cái toàn thang không chậu này sau này cho nó nó đứng lên nó đẹp nhưng mà bỏ được có một ít ít uh, dớn để giữ ẩm thôi còn lại dưới cái toàn thang không không biết là có lên nổi không nhưng mà nói chung loại này nhìn rất là đã hoa nó to mà nó thơm cái này để trong nhà thì thơm không thua gì gì giả hạt luôn con dám chắc như vậy luôn bởi vì trong vườn con có một cái giò này mà cứ bước vô vườn là nghe mùi một phát là sướng hết cả người nó thơm hơn cả giả hạt nữa tên của nó là đại bạch hạt nha cô chú đây là mặt hoa của nó những loại lan này thì cái thứ nhất là nó kén người chơi, cái thứ hai là nó cũng hiếm nữa, nó ít nên trên thị trường thường thì người ta sẽ không bán nó nhiều lắm, giá nó cũng không không cao lắm đâu. ví dụ như thì giống như bữa trước có chú kia chú hỏi con về cái lan thanh hạt á, hỏi có hiếm, có quý hiếm không? Thật sự thì thanh hạt nó hiếm thật nhưng mà nó không quý, <laughs> nó hiếm tại vì bởi vì xưa người ta khai thác không được, người ta khai thác không có cái thứ nhất cái thứ hai mà khai thác được về trồng lên thì nó cũng chết hết nó, 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 không có thuần được nên thật sự nó là hiếm nhưng nó không quý bởi vì lại bởi vì là giá nó không có cao giá nó cũng tầm khoảng 200 trăm rưỡi một đầu thôi một đầu non như thế này nè đó, người ta bán đầu như thế này khoảng 200 trăm rưỡi một đầu cái đó thì con cũng đang đi tìm thôi có mua được một ít về thuần nhưng mà con đang nói về cây thanh hạt nhé không nói về cây này À, về thuần nhưng mà cái đó được có một cái là nghe nói thuần rất là khó <laughs> nên mình cứ thử sức mình thôi còn đây là cây đại bạch hạt cây này nói chung là người ta cũng mới ghép thôi ta mới ghép rễ cũng mới ăn ra chứ chưa được lâu lắm nhưng mà con thấy cây này cũng có vẻ ổn rồi đó trồng thì con trồng cái thớt của nó lồi hẳn lên trên luôn nè để hạn chế tối đa việc thối gốc ở trên này thì con ở di linh di linh lâm đồng thì mùa này thì nó đỡ đỡ vậy thôi chứ tới mùa mưa nó cũng hay mưa dầm thì nó không có bằng ở ngoài bắc đâu nhưng mà nó cũng đủ để làm chết một số cây ấy những cây yếu yếu là mà mà, mà gốc mà nó ẩm ướt thường xuyên mưa mà nó mưa hai ba ngày phát là nó nó thúi nó bắt đầu sinh bệnh nó đủ bệnh hết là nó bắt đầu thúi nó xịt thuốc các kiểu nhưng mà cây nào yếu quá nó chết mà nó chết nó chết cả cụm luôn nên tốt nhất là mình trồng mình nên trồng nó thoáng một xíu mùa khô thì mình chịu khó tưới mùa mưa thì nó sẽ hạn chế việc uh, thúi thú nhũn vì gây bệnh ở dưới giống như cái chậu này là con trồng ở dưới là con trồng than hết than lộn trộn ở dưới để chừa ra những cái khoảng trống để nước nó không bị úng ở trên thì làm một lớp dớn mỏng thôi để giữ ẩm khi mình tưới nước vào thì nước nó sẽ nằm ở trong đó để nó giữ ẩm cho cây đủ trong một ngày chiều là mình bắt đầu tưới chiều hôm sau mình tưới tiếp tên của nó là đại bạch hạt có một số người gọi nó là đại bạch hạt lan mi an nha cô chú vụ này con cũng nở được <laughs> mấy ngày rồi cũng sắp tàn hết rồi mà quên không quay lên cho cô chú xem Ngày mai thì chắc có thanh hạt nữa. Con sẽ quay cho cô chú cùng ngắm cái loại đó. Dạ rồi, con xin chào cô chú ạ.